Con khỉ á. Hôm nay mẹ đi nhiều á, mỏi tay á. Nước nhiều ha. Ba ba. Ủa mỗi khi mà mình chơi với ba có cái tấm bảng á mà có cái hình gì vậy nè ba, là cái gì vậy? Ba sợ. Hơi sợ. Ừ, hơi sợ. Hôm nay nước mặn. Như con hồi nãy á, mỗi lần mà mình đi qua cái tấm bảng á là có cái hình tam giác này, là xong rồi có cái hình con người mà ngồi trên cái xe đó đó, xong rồi có cái con giống như con rắn á, là cái đó là gì ta? Là gì vậy? Là gì vậy? Là ba xíu. Nước mạnh dữ hen. Mạnh ờ. Nước hôm nay mạnh nè. Đây, chụp không? Đã không? Này nước có trời luôn á. Có cái trò chơi mà chuột đó, mọi người chơi chuột. Mà nước rất là mát. Mình có thể tắm được luôn. Nhưng mà chỗ đây đông người nha mọi người, đừng có tắm. Hôm nay nước mùa này nước lớn nè, Ngọc ha. Dạ. Nước rất là mạnh. Ủa còn mình muốn tắm kia cái gì? Tháp Damri chút nữa lên rồi mình đi xuống tháp Damri, tháp này đang lá lắc ca. Thì nó đi thang máy xuống tháp Damri. Ở đây có phim 7D nữa đó mọi người. Ờ thôi, ba không coi, chóng mặt lắm. Rồi đó. Rồi, các bạn đi xem tháp nha. Đây, dẫn hai bà chủ đi Damri nè. Ở nhà này nhà chim à. Chim bồ câu á. Ủa, có chim mấy chổng luôn thầy đó bà. Có thiệt chứ. Thiệt, chim thiệt luôn. Ừ. Này lần trước Ngọc ngồi dưới đây nè. Mọi người ơi, lại đây mình cho mọi người xem nè. Nó đang bị cái nước nó hít vô á, đợi xíu anh mở cho. Hồi nãy mình đã dắt được cái sữa của khỉ, bây giờ mình sẽ lấy uống. Mình đã dắt cho bình rồi.
Vô trong đúng là trong rừng mát không Ngọc ha? Hai hai đứa giống như là bằng tuổi nhau vậy. Dạo vậy trong này mát mà cần gì che con? Ơi bên kia hôm nay trồng hoa lại hả? Hoa hay rau á? Ừ. Chắc trồng là cũng á. Ê bé, ngồi lên ghế về. Mẹ đừng có ơi bé nữa. Em ngồi đây anh chụp cái dù, ba cầm cái dù để chụp. Dạ con ấy cả. Mẹ đừng có sư ơi tử bé Ngọc. Nữa, mẹ có ơi bé hoài nữa. Cái đường này là đi bộ á. Mình đi qua kia rồi mình đi Đâu không kìa. Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi nè. Ủa, nấu tủ đẹp quá. Câu quăng xù về. Cái Tao quăng hôm nay càng mặn nước mặn. Đi qua chắc ướt đồ luôn á Ngọc. Tao quăng thanh bông châu hôm nay dẫn người bị chụp đẹp nha. Có cầu vồng nữa kìa mọi người. Đẹp ha. Ủa làm sao để cho người có cầu vồng như ba mẹ? Khi mà cái xưa cái hơi nước mà bay nên gặp nắng nào có cầu vồng Ngọc. Nắng nắng sao hả? Là vậy. Ủa chừng nào nó mới hết thì ba? Ý nó hết kìa. Nó sẽ không có ăn. Không đứng ở trên đó là con mới thấy. Hoặc đứng dưới nhìn lên á thấy. Hôm nay nước mặn nên là. Ủa hết trơn rồi. Còn mấy cái cục đá càng ngày càng lớn rồi. Ủa hết trơn rồi mẹ ơi. Trời hôm nay nước mặn dữ luôn Ngọc ơi. Trời ơi. Mặn dữ. Mặn dữ không Ngọc? À thác này chưa không? Cầu vồng này Ngọc, nước này quá lớn luôn. Này giống như sương mù. Cẩn thận á. Hai mẹ con bật bùng. Kẻ rào quân đội cả Ngọc, bò trườn. Bò trườn đu dây cả. Xuống được không?